chào quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình phân tích tin tức thời sự của đài SPTN do Đỗ Dũng và Vũ Ánh phụ trách. Thưa quý vị, tin tức trong nước cho biết trong những ngày qua, người sử dụng Facebook ở Việt Nam một số người bị chặn không vào được. Chúng ta biết trang Facebook là một trang blog xã hội rất là nổi tiếng và lớn nhất trên thế giới, có cả hàng tỷ người sử dụng và ở Việt Nam cũng rất là nhiều người sử dụng. Lý do nhiều người đưa ra là bởi vì Facebook bị chặn là bởi vì họ sợ rằng chính phủ Việt Nam sợ rằng cái vấn đề mà luật sư Cù Vy Hà Vũ Tuyệt Thực nó sẽ bị bùng nổ. Và chúng ta cũng biết là trong những ngày qua ba blogger Việt Nam đã bị bắt khẩn cấp vì cái tội viết blog mà họ cho là điều 258, vi phạm điều 258. Còn những người Facebook chơi trên Facebook thì họ truyền những hình ảnh lên và họ có một cuộc vận động, hoặc nếu không có vận động thì họ đưa những thông tin qua Facebook thì không ai ngăn cản được. Và không thể, theo một số người cho biết thì không thể bắt hết những người này mà để phạt điều 258 được. Và lại trên Facebook thì cũng khó biết ai là thật, ai là giả. Thành ra chính quyền có lẽ là đã chặn lại cái Facebook trong những ngày qua để giảm bớt cái ảnh hưởng của vụ ông Cù Vy Hà Vũ. Thông tin cho biết luôn là cái công ty, tổng công ty bưu chính viễn thông đó thì nói là chúng tôi chỉ có nhiệm vụ thu tiền thôi. Còn nếu quý vị muốn thắc mắc tại sao trang Facebook bị chặn thì quý vị hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông, đó mới là cơ quan có thẩm quyền. Và quý vị còn nhớ trước đây khi ông Mark Zuckerberg, nếu tôi nhớ không lầm, năm ngoái có đến Việt Nam vào cái dịp Noel, đi trực thăng chơi khắp nơi cùng với cô bạn gái. Tuy rằng không có nói gì đến công việc làm ăn, chỉ là đi chơi thôi, nhưng mà nhiều người cho rằng Facebook cũng đang vận động để mở rộng cái thị trường trong Việt Nam. Và trước đây trên chương trình này anh em chúng tôi cũng đã từng có phân tích cái chuyện là nếu mà Việt Nam chặn Facebook á, thì nó có lợi chính quyền Việt Nam là bởi vì thông tin mà chống chính quyền nó sẽ không được đi tới đâu hết. Nhưng mà nó có cái hại là các cái thông tin về kinh doanh, về kinh tế giữa các doanh nghiệp với nhau lại cũng bị cản trở luôn. Nhưng mà kỳ này theo như những cái lời mà thông tin ở trong nước cho biết và qua các blogger, và nếu quả thật chính phủ Việt Nam ngăn chặn cái thông tin Facebook này thì rõ ràng là mọi người bị, chứ không phải chỉ có những người mà nói về tin của Huy Hợp bị mà thôi. Như vậy nó ảnh hưởng phần nào kinh tế. Câu hỏi đặt ra đây là, thưa anh, phải chăng bây giờ chính phủ Việt Nam nếu theo đúng những lời tố cáo và tường thuật này thì họ cho rằng là cái chuyện an ninh quốc gia, cái chuyện mà liên quan đến sự tồn tại của chế độ nó quan trọng hơn chuyện kinh tế, cho nên họ chặn cái Facebook. Bởi vì anh biết là cái này giống như là gọi là spill over đó. Anh đi, anh không bắt được bad guy, anh biết bad guy ở trong cái khu đó, anh nghĩ là bad guy, bây giờ anh không bắt được, từ giới nghiêm toàn bộ khu luôn, thành ra good guy cũng bị ảnh hưởng luôn. Anh nghĩ sao chuyện này? Vâng, cái câu này thì tôi lại nhớ lại một cái câu cũ, cũng vâng, là của những người cộng sản họ đưa ra. Và cái việc một thời gian ngày xưa khi chúng tôi làm truyền thông thường hay khai thác cái vụ đó. Vâng. Có nghĩa là một cái tên ăn cướp mà nó chạy vào một cái chợ thì bắt luôn cái chợ luôn. Lý do là họ cho rằng khi bắt được tất cả mọi người nó vào trong một cái đưa vào trong tù đó thì tự cái chuyện đó nó sẽ gây ra những cái nó gọi là tị nạn nhau ở trong cái chuyện tù, trách cứ nhau ở trong tù, và vì thế họ tìm ra được cái anh mà ăn trộm đó. Vâng. Thì cái nguyên tắc thì dĩ nhiên là chúng ta không có gọi là ủng hộ những cái nguyên tắc đó. Thế nhưng mà nhà cầm quyền cộng sản cho đến nay tôi thấy cái vụ này là họ vẫn làm như vậy đó. Họ vẫn sử dụng theo một cái đời cũ, dĩ nhiên là nó ở trong một cái góc nhìn nó khác hơn chút thôi. Vâng. Nhưng mà thật sự ra nó là như vậy. Thành ra tôi nghĩ rằng cái chuyện mà an ninh họ sẽ không lùi bước đâu. Cái chuyện an ninh của họ bây giờ họ đặt lên hàng đầu. Và dĩ nhiên là an ninh chỉ là một trong cái cớ để mà họ bắt những cái người mà không có đồng chính kiến với họ mà thôi. Vâng. Thành ra tôi nghĩ rằng cái chuyện an ninh họ đặt nặng hơn là cái chuyện kinh tế, là bởi vì thật sự ra nếu như kinh tế có giảm xuống thì dân khổ, chứ những cái người cầm quyền họ vẫn không khổ. Đó là cái mà mình phải nhìn một cách nó gọi là nó có cái sâu hơn là như vậy. Thành ra đây là một trong những nguyên tắc mà chúng ta thấy rằng từ cái thời gian mà họ chưa có chiếm được miền Nam họ đã áp dụng cái chuyện đó rồi đối với lại cái người dân miền Bắc. Nhưng mà cái ví dụ của anh thì nếu mà nói mà chung chung thì nó rất là đúng. Nhưng mà trong trường hợp này mình nói cụ thể chút xíu, ví dụ anh bắt một đám ở trong tù thì đám đó sẽ bực bội ở trong tù vài ngày khó chịu, tự nhiên bị mất tự do mà không phải lỗi mình, sẽ là truy tìm ra và chỉ rõ ai là cái người thủ phạm thôi, mà ra mà nhận tội để chúng ta đi ra. Nhưng mà cái này nó trên thế giới ảo anh ạ. Anh cũng cùng lắm anh lên anh chửi đổng thôi, anh không làm gì, anh không biết ai là cái người mà làm cái chuyện này, đúng không? Và có lẽ là phải đợi một thời gian thì khi mà chính phủ thấy êm họ lại cho mở lại. Nếu mà thật sự họ chặn như thế này
Thì nếu mà cái chuyện này nó đúng như vậy thì thưa anh, bao lâu và đến khi nào thì họ sẽ cho Facebook trở lại bình thường? Phải chăng là làm cái chuyện này để cho mọi chuyện êm 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 xong rồi chúng tôi mới làm, hay là nó có một lý do nào khác nữa? À, bây giờ mình nhìn theo cái chuyện mà cái việc mà Google, vâng, đối với lại Hoa Lục, tức là đối với Trung Hoa Quốc, Cộng sản, vâng, Trung Quốc đó, thì chúng ta thấy rằng cái Google cuối cùng đó là cũng phải đi sang bên Hồng Kông, nhưng mà cái Trung Quốc là cái nước lớn, vâng, còn Việt Nam bây giờ cái nước nó nhỏ hơn, thì tôi nghĩ là một phần tới một thời gian nào, nhưng nó cũng phải một thời gian cũng không phải ngắn đâu, thì họ lại bắt đầu họ mở ra đúng cái nguyên tắc như thế này, tức là cái thùng mà nước sôi mà nó đang sôi đó thì, vâng, họ chọc một cái lỗ ra, vâng, để cho người ta có thể để cho cái nắp nó khỏi bung ra thôi, chứ còn thật sự cái bản chất của nó vẫn là như vậy, tức là ngăn chặn, đó là cái mà mình phải diễn. Tất cả cái ngăn chặn thông tin là cái xương sống của cái chế độ cộng sản, vâng, thành ra chúng ta phải nhìn theo cái cách đó. Nếu mà có mở ra cho Facebook chỉ vì lý do kinh tế đó thì họ cũng chỉ là chọc thêm một cái lỗ nữa thôi, vâng, trong cái thùng nước sôi thôi, chứ còn thật sự cái bản chất cái thùng đó vẫn là cái hành động của họ vẫn là ngăn chặn, chứ không có phải là nó ngược lại với lại cái cởi mở. Nó không phải vậy. Hay là ít nhất cũng kiểm soát một thời gian, hoặc là khi nào có tình hình có căng thẳng chúng ta chặn lại, rồi khi nào bớt căng thẳng chúng tôi lại không chặn nữa. Hoặc là tình hình có những cái sự kiện khác bên ngoài hoặc bên trong đất nước mà quý vị bàn cãi nhiều quá, chúng tôi không muốn quý vị nói cái chuyện này, chúng tôi kiểm soát, tôi siết lại, khi nào mà bớt chúng tôi lại nới ra, cứ siết lại và nới ra, có phải đúng vậy không? Vâng, đó là tôi muốn nói cái chọc thùng cái thùng nước sôi, vâng, như vậy. Hoặc là mình có thể thử tưởng tượng một người mà đi bị bịt hai lỗ mũi, vâng, họ giấy giụa nhiều quá đi, vâng, nó mở ra tí, vâng, hoặc là mở một lỗ mũi để cho họ thở, vâng, đó là cái nguyên tắc rồi. Đó là chuyện Facebook bị chặn tại Việt Nam liên quan đến vụ luật sư Cùi Vũ ở trong tù và tuyệt thực, thưa quý vị. Cũng liên quan Việt Nam thì mới đây 12 tổ chức gọi là quốc tế mà bất vụ lợi đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry yêu cầu can thiệp trường hợp luật sư Lê Quốc Quân bị bắt giữ hồi cuối năm ngoái vì cái tội trốn thuế, theo như nhà nước Việt Nam nói như vậy. Và theo dự trù ngày 9 tháng 7 này ông Quân sẽ bị đưa ra tòa để xử. Chúng ta cũng biết là trường hợp này ông Quân là một cái người mà rất nổi tiếng, một luật sư dân quyền, nhân quyền. Ông cũng từng đi được đào tạo nước ngoài và ông đã làm chủ một công ty luật, và ông cũng đã cãi cho cái đại diện nhiều trường hợp nhân quyền. Và theo dự trù thì cuối tháng 6 này Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp các ngoại trưởng khối ASEAN để bàn vấn đề ngoại giao. Và bây giờ 12 tổ chức này yêu cầu ông John Kerry khi mà gặp ông Phạm Bình Minh, tức là Ngoại trưởng Việt Nam, hoặc là ông nào đó đại diện cho bên Việt Nam thì nêu vấn đề này ra. Chúng ta cũng còn nhớ trường hợp này của luật sư Lê Quốc Quân, nhiều người nói nó giống như trường hợp Điếu Cày, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Trước đây cũng bị bắt về tội trốn thuế, sau khi ở tù 2 năm hết tội trốn thuế thì thay vì được thả ra thì ông lại bị đưa sang một cái trại giam khác liên quan đến tội chính trị. Và sau đó đưa ra tòa và xử ông, và cho đến giờ phút này thì coi như ông đang ngồi tù và bị cái án tù là trên 10 năm. Thưa anh, trong cái tình hình hiện nay quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam cũng như giữa Mỹ và khối ASEAN ở Đông Nam Á, liệu 12 tổ chức quốc tế này đưa cái gọi là cái thỉnh nguyện thư đó thì đúng hơn là yêu cầu ông Kerry can thiệp chuyện này, ông John Kerry can thiệp tới đâu, liệu tình hình đi về đâu? Trong cái quan hệ hiện nay giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, liệu Hoa Kỳ có làm được gì không? Nhất là trong cái bối cảnh mà trong những ngày qua như chúng ta nhắc hồi nãy là họ bắt blogger rất là mạnh bạo, bắt khẩn cấp 3 người blogger, rồi những cái trường hợp khác có vẻ như họ không có nương tay. Mà trên chương trình này ngày hôm qua cũng nói, thì liệu Hoa Kỳ có nên lên tiếng vào lúc này trong cái vụ Lê Quốc Quân không, để mà cho Việt Nam giảm bớt không, hay là Hoa Kỳ lại vẫn nói gọi là lip service giống như mọi lần ấy, là nói ô dạ chúng tôi quan tâm nhân quyền rồi, nhưng mà bị bắt là vẫn là bị bắt. Anh nghĩ sao chuyện này? Vâng, đó là một trong cái điều mà thực tế chúng ta không thể chối cãi được. Vâng. Thật sự ra cái vị thế của Hoa Kỳ ngày nay đối với lại Việt Nam nó vẫn chưa, tôi muốn nói là vẫn còn trông chênh, có nghĩa là cái áp lực của Hoa Kỳ đối với Việt Nam về vấn đề nhân quyền nó chưa tới mức, vâng, để cho Việt Nam sợ. Vâng. Thật sự ra những cái tổ chức này đối với Việt Nam họ không coi ra gì hết, vâng, nói thẳng như vậy. Vâng. Họ chỉ coi những cái áp lực của Hoa Kỳ mới là quan trọng, là, vâng, bởi vì cái mối liên hệ hiện nay đối với liên quan đến chuyện Biển Đông. Vâng. Và vì thế cho nên cái chuyện Biển Đông mà nó vẫn còn
kiểu mà chân trong chân ngoài như vậy đó, thì chắc chắn là cái áp lực độ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam nó chưa ăn thua gì cả. Được. Và vì thế họ tiếp tục họ bắt là như vậy. Thế nhưng mà mới đây thưa anh, cái vụ của Huy Hà Vũ, sau khi bà vợ của Huy Hà Vũ và luật sư Nguyễn Thị Dương Hà lên tiếng về cái chuyện ông Tuyệt Thực, thì rõ ràng nó có thay đổi. Anh thấy không? Bà được vô thăm ông, chứ trước đó bà nói là chúng tôi xin nó không cho thăm. Chẳng lẽ ông John Kerry thua bà Dương Hà sao? Thật sự ra như thế này, chúng ta cũng biết rằng cái bây giờ mình lại quay ngược lại cái chuyện mà bà Hà đi thăm chồng. Vâng. Thật sự ra những người tù bình thường đó, một tháng một lần. Vâng. Bây giờ bà ấy được hơn, cái đó là lấy quyền. Không, bây giờ mình không nói là bao nhiêu lần, chỉ nói cái chuyện là cái cuộc vận động của bà nó rõ ràng là có kết quả. Vâng, thì nó cộng với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nữa. Nhưng chúng ta cần phải nhìn như thế này là cái nguồn gốc gia đình của bà Hà với lại ông Cù Hà Vũ. Vâng. Cái đó nó là một trong những cái điểm mà thật sự ra đối với những cái đảng viên ở trong đảng công. Nhưng mà thưa anh, bố ông chết rồi, liệu cái đó nó còn không, relevant Dũng, bây giờ Dũng, không? Anh Dũng nên nhớ rằng một người đó chết chưa thành vấn đề gì cả. Vâng. Bởi vì tất cả những cái người mà trung thành với ông Cù Huy Hận, nói thẳng như vâng. vậy, ông vẫn còn có quyền lực bây giờ. Vâng. Đó là cái chuyện mà gọi là chia rẽ nội bộ ở trong cái. Như vậy là ông Lê Quốc Quân khác trường hợp Cù Huy Hà Vũ. Khác nhiều lắm. Bởi vì cái gốc gác, cái ô dù ở trong Việt Nam. Nhưng ông Lê Quốc Quân có một cái giống ông Lê Công Định, lại cũng Lê nữa quý vị. Chúng ta biết luật sư Lê Công Định cũng là một luật sư nổi tiếng ở Sài Gòn và cũng từng được đi qua Mỹ du học, được đào tạo, anh em về thì cũng bị bắt vì những cái tội mà tương tự như ông Quân. Đó. Và rồi qua cái áp lực của Mỹ, ông Lê Công Định đã được thả, anh em. Mà cái điều này là được ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shea xác nhận. Đó. Thì ông Lê Quốc Quân lại có cái giống như ông Lê Công Định là cũng từng đi qua Mỹ được đào tạo. Liệu Mỹ quan tâm giống như ông Lê Công Định hay không để mà làm mạnh hơn so với những trường hợp khác? Vâng, tôi đồng ý với anh là ông Lê Quốc Quân khác với ông Cù Huy Hà Vũ so với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, nhưng với Mỹ thì ông Cù Huy Hà Vũ lại khác với ông Lê Quốc Quân. Vâng, thưa anh Dũng, như thế này. Cái đó còn tùy thuộc. Vâng. Cái đó còn tùy thuộc. Cái bởi vì cái tội trốn thuế đó, người ta có thể là nó chỉ là 2 năm. Vâng. Nhưng mà nếu mà họ suy ra nhiều những trường hợp khác, nó có thể là 4 năm. Vâng. Đó là cái chuyện mà chỉ có, tôi nghĩ là ông John Kerry chỉ có thể can thiệp được. Cái tiếng nói của ông John Kerry chỉ có thể sức nặng được cái là họ y án theo cái đúng cái luật pháp, hay là họ tìm mọi cách khác để mà gia trọng trong cái trường hợp gia trọng. Đó là cái điểm mà cái chìa khóa đó vẫn còn là chìa khóa của chính quyền Việt Nam. Vâng. Đấy là một trong những điều chúng ta phải quan tâm đến chuyện đó. Thành ra tôi muốn nói là cái ông John Kerry khi mà ông gặp ông Phạm Bình Minh ấy, thì nó có cái ảnh hưởng đó, nhưng ảnh hưởng đến cái mức nào thì đó là một vấn đề. Với lại nó có cái độc đáo chỗ này là cái tội danh của Lê Quốc Quân ở Việt Nam là gọi là trốn thuế, chứ không có nói vấn đề bất đồng chính kiến. Vâng, đó là. Thành ra cũng khó trong cái chuyện này, nhưng mà biết đâu qua cái vấn đề ngoại giao, tài ngoại giao của ông này, bởi ông này cũng là một người thân cận Việt Nam, biết đâu ông làm được việc gì đó chúng ta sẽ thể biết. Thành ra tôi mới nói tất cả cái vấn đề là giải quyết sau cái hậu trường. Vâng. Chúng ta sẽ chờ đợi xem như thế nào. Quý vị đang theo dõi chương trình phân tích tin tức thời sự của đài SBTN, xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.